Tây Ban Nha với Đức 2 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022, lượt 2 bảng E, World Cup 2022. Trong ngày ra quân tại World Cup 2022, Đức đã để đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Nhật Bản lội ngược dòng đánh bại với tỷ số 1-2. Trận thua đáng xấu hổ trước đại diện đến từ châu Á, không chỉ chạm đến lòng tự ái của cỗ xe tăng, mà còn khiến họ phải đối mặt nguy cơ có lần thứ 2 liên tiếp bị loại ngay ở vòng bảng. Để có thể níu kéo hy vọng đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Hán Dỉ Flick sẽ buộc phải giành chọn 3 điểm ở lượt trận thứ 2. Nhưng muốn là một chuyện, thực hiện được hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Sở dĩ nói vậy là bởi Đức sẽ phải đối mặt với thử thách vô cùng khó khăn mang tên Tây Ban Nha. Những người đang hừng hực khí thế sau màn hủy diệt Costa Rica 7 bàn không gỡ để có trận thắng đậm nhất trong lịch sử của họ khi tham dự World Cup. Mặc dù Costa Rica hoàn toàn không phải bài test xứng tầm với đẳng cấp của La Roja, tuy nhiên rõ ràng là đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã có màn trình diễn trên cả mức hoàn hảo. Trong suốt 90 phút, Tây Ban đã kiểm soát bóng 82%, tung ra tới 17 pha dứt điểm và không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Với chiến thắng này, toàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique đã thiết lập nên hàng loạt kỷ lục vô tình khoáng hậu tại sân chơi danh giá nhất thế giới như kiểm soát bóng nhiều nhất và có nhiều đường truyền nhất trong một trận đấu. Với phong độ ấn tượng cùng tâm lý hưng phấn, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Tây Ban Nha tiễn Đức về nước bằng một thất bại. Nhận định trên càng được củng cố, bởi hàng công của Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ có rất nhiều đất diễn khi Đức đang ở thế chân tường và buộc phải chơi tất tay. Ở màn đo sức với Nhật Bản, hàng thủ của Đức đã thi đấu cực kỳ hớ hênh và mắc vô số sai lầm, đặc biệt là trong hiệp 2. Với hai bàn thua phải nhận từ Nhật Bản, thủ thành Manuel Neuer đã có lần thứ 8 không thể giữ sạch lưới trong 9 trận gần nhất. Dựa trên những gì đã phân tích, có thể thấy Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội rất lớn để sớm giành vé vào vòng 1/8. Với kèo châu Á Tây Ban Nha chấp 0.25, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Tây Ban Nha chấp 0.25 full time. Không chỉ nhìn hơn về phong độ và tinh thần, Tây Ban Nha còn áp đảo Đức ở thành tích đối đầu trong hai thập kỷ trở lại đây. Cụ thể, sau 7 cuộc chạm trán, Tây Ban Nha thắng 4, hòa 2 và chỉ thua Đức đúng một trận. Thậm chí ở màn so tài gần nhất trong khuôn khổ UEFA Nations League 2020-21, Bò Tót đã nghiền nát cỗ xe tăng với tỷ số của một set tennis trắng 6-0. Với kèo châu Âu, anh em cân nhắc Tây Ban Nha. Chốt kèo châu Âu, Tây Ban Nha thắng. Như đã đề cập ở trên, Đức đã chỉ giữ sạch lưới 1 trên 9 trận gần nhất. Bên phía đối diện, hàng công của Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi